Rồi chào mừng các bạn đến một clip đầu tiên của TH Live Stream quận 7 mà Diệu Nguyễn quay ở cái tầng số 1 có tên là Solectorize BBS, BBD và BBMS. Thì từ từ Diệu Nguyễn sẽ đưa hướng dẫn các bạn hết những cái thuật ngữ của những cái định nghĩa của những thuật ngữ khó hiểu như vậy. Nó là một cái dàn Mỹ đế 2N nên nó có những thuật ngữ nó cũng 2N luôn nha các bạn. Rồi bây giờ trong video này Diệu Nguyễn sẽ chỉ cho các bạn những bài tập mà nó tương nó bá đạo, nó không chính thống nha các bạn. Giống như Minh giáo vậy đó. Thì những bài tập này nó cũng rất là hiệu quả chứ không phải không hiệu quả, nhưng mà nó không được, nó tà tà chút, hiểu không? Tức là như khi thằng đó chắc anh hùng mà chơi hơi tà chút, vậy dạng 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 vậy á. Thật ra thì ở THOL cho phép bạn tập như vậy này, nhưng mà với điều kiện mà phải coi video này bạn tập theo nha, chứ bạn tập bị bạ hư máy mất đền đó nha bạn. Rồi đầu tiên đến với chiếc máy, máy này là máy BBD. Tại sao là máy BBD thì nó tập được hai chức năng, thì kêu là BBD vậy thôi, hai nhóm cơ riêng biệt nha, hai chức năng. Thì máy này là BBD Led Press và Hack Squat. Tên máy phải nhớ, tên máy với tên bài tập là một. Thì hôm nay Duy sẽ không tập Hack Squat trên này, cũng không tập Led Press trên này luôn, mà trong gym nữ tâm kinh và Duy Nguyễn Nghiêm Phổ sẽ tập. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ tập Kickback. Vậy thì cái tên bài tập này có tên là vẫn là BBD Led Press Kickback nha. Tập mông, tập mông hiệu quả lắm bạn. Ví dụ như phòng nào không có đầu tư máy tập mông thì mình tập mông trên máy này. Giờ tập sao ta? Thấy mấy nhỏ gái tập đẹp lên bắt chước tập theo chứ đâu biết tập đâu mày. Đang chết mày rồi quên rồi. Cái máy người ta quên. Sư thầy thấy nó là lạ. Cái máy nó phải dựng lên mới chơi được. Đó, dựng lên. Đó, dựng lên dày. Thử máy thôi nha, chưa làm gì hết trơn nha, thử thôi. Thử. Nặng vậy. Ok vậy ta. Đây. Nặng quá bà. Không phải nhỏ đi tập hay vậy. Trời ơi khiên. Tức là ở đây là sao bạn? Mình đang đẩy khối lượng của mình á. Mình đang đẩy khối lượng của mình. Thêm khối lượng của máy, thêm khối lượng của tạ nữa, đẩy không nổi phải rồi. Tập nổi hồi thưởng nha. Thử chưa? Không, cái chân cao chân thấp tùy các bạn nha. Đó, hãy dày. Đó, vô. Cái này cho răng rất là dài nha các bạn. Đó. Giờ lại nhẹ quá, kỳ ta. Nãy ngáp thôi. Từ, nó dạng vậy các bạn. Thấy chưa? Tập mông, đạp thẳng ra. Vô. Hơi vời. Có PT tập này sướng nè. Đây. Thẳng ra mới vô mông nha. Mỏi mông quá. Vô. Nặng dưới trời. Chơi thôi nặng dưới trời. Thấp xíu ơi. Bye bye. Để chân khác đó, hồi nãy giờ để chân trên, giờ để chân dưới. Mệt như squat vậy trời. Thì ở bài tập này có hai version tập nha bạn, chân cao chân thấp gì tùy các bạn. Chân cao rất khó tập nha các bạn. Chân cao rất khó tập và chân cao tập cũng vô chân luôn á. Chân thấp thì dễ tập hơn. Nên chân cao phải đòi hỏi các bạn có trình cao. Dùng gót đạp mạnh ra. Hai. Ah.
Phê quá trời trời ơi. Bài phê dữ vậy. Mỏi quá. Ôi. Đẹp không mấy bạn? Hả? Đẹp vỗ tay đi. Bây giờ chúng ta sẽ tập tiếp bài leg press một chân nha các bạn. Leg press một chân nè. Thấy cái này ngon không? Ngon ngon ngon. Ngon không? Đó. Đạp nha, phê lắm á. Móng móng thôi. Mình là mình chỉ các bạn từ kỹ mông mà. Cái chân này để tạm thôi nha, không tập nha. Đó. Cái này á nó hông với mông. Nó vô sẽ xéo một bên, còn cái nãy nó vô nguyên quả mông luôn. Hiểu không? Tức là cái mông bạn nó phải có chiều ngang, nó bành bành đây nhìn này, nó mới đẹp nữa không? Chứ cái mông có người mông bằng sao á, mà không có bên này nhìn nó xệ. Đó. Mà có đứa nó có bên này mình không có bằng sao nhìn nó lép. Lép với xệ khác nhau nha các bạn. Rồi đó bên. Bá đạo mà. Thì khó đi. Bên đây nhìn ha. Nè, vô. Đó. Rồi tạm biệt cái máy này, qua máy khác chỉ bắt đầu tiếp nha các bạn. À, chào mừng các bạn đến với cái máy quyền lực của tầng BBS này nè. Máy này là BBD Multi Press, một máy rất quan trọng nha các bạn. Nó tập rất nhiều tính năng, nhưng mà tính năng chính thì mình không nói, giờ mình nói tính năng bá đạo. Thật ra thì cái bài tập này cảm nhận của cầu vai rất là tốt nha các bạn. Nhưng mà tại hồi xưa tụi nó phá quá, tụi nó cho tập thôi, mấy thằng đó trẩu quá. Mấy thằng phòng mà 2014 hồi xưa 15 nó phá kinh luôn mà. Nó tập hư, tập thả đùng đùng rồi. Tập nâng niu thôi, tập nhẹ nhẹ cho tập nha. Tập nhẹ nhẹ thôi, sao lại lên dày dày xong hạ xuống dày, ai nói gì đâu đúng không? Không ai nói gì đó. Vấn đề là nó lên, nó tập nặng quá, nó lên nó nổi á. Xong nó buông cái đùng xuống này, đập vô này cái pắc. Móp, hư máy luôn. Rồi, là tập cầu vai dưới này. Các bạn có thể cầm ở đây cũng được, cầm trong này cũng được. Hai cách cầm nó khác nhau nha các bạn. Đơn giản thôi. Rồi, vô. Thấy cầu dai có gì đẹp không? Thường xuyên tập luyện đó bạn. Wow. Cầu dai đứng gồng nhìn ghê, đứng thẳng nha nè. Đó, nhìn đẹp chưa? Đó, đơn giản thôi, ghi mơ lần vậy đó. Ra đường phụ nữ đụng trứng là ok. Giờ chơi full cây nha các bạn. Chơi full cây cho tặng các bạn luôn. Hôm qua đi qua quận 9 bên kia nó hỏi anh Di uống Entra bột cao gì. Cái nói nào mắc nhất anh uống. Cái nói vậy hiện nào, vợ nào mắc nhất. Cái nói thì bây giờ em thấy là sau tập anh uống ai sao chắc thì anh đố em trong tập anh uống cái gì. Nó ngồi suy nghĩ 3 tiếng hồ nó mới ra rồi. vấn đề kìa. Tập nặng ra vấn đề rồi đó, nào tập full cây tao đuổi.
Hiểu chưa? Còn hiểu ngày xưa tại sao 2014 bên kia nó bị chửi chưa mấy bạn? Đó, nó tập giống cũng giống như nè. Nè nhìn, nhìn máy được nhìn tôi. Tôi đẹp trai rồi, đừng nhìn tôi nha, nhìn máy nè. Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Hiểu không? Tức là tập cho nặng mà lên không nổi, mà phá máy. Còn cái này là tu lên nổi nha. Thí dụ giờ Duy có thể tập như vậy. Ôi khúc rồi, không? Thử coi. Nó cái người có trách nhiệm là nó khác rồi bạn. Còn mấy thằng Sủ Nhi nó không có trách nhiệm là nó phá đồ không à. Bởi vậy nói cho các bạn biết video này các bạn, to THLGM quận 7 không có nhận có 1 tháng nha. Điều đặc biệt nhất trong 4 trung tâm luôn mà không nhận có 1 tháng. Rồi dứt. Ăn tiền cái nào cái đó nha. Đổi tay. Đổi tay, ngửa rồi nè. Tập cho lên tay luôn mà. Này lên cân lắm á. Nè. Căng hết cỡ đi ba. Thôi, vui vậy được rồi nha. Tặng các bạn như đó bài rồi đó. Qua cái khác bạn. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái máy bao hoạt, cửa tắt là PA nè, bao hoạt Jetfly. Ủa sao nãy ghi Jetfest ta? Ủa vậy máy này làm Jetfest chính hả? Sao được? Cái này xin là Jetfly sao Jetfest ta? Ghi chết mẹ rồi. Giờ sao ta? Theo Duy theo nó mà. Thôi thằng nào chủ theo đó đi ha. Nói chung cái máy này không thể nào Jetfest được. Thằng làm máy này nó không hiểu rồi. Cái máy này tập sao chết vét rất là khó, nên nó không thể nào chết vét được. Tôi không có phụt nó mà nó thiệt. Nói chung là cái thằng làm máy nó cũng hên xui nha các bạn. Nhiều khi lỗi thằng đánh máy nữa không chừng á. Mà động tác từ nhỏ này đẩy là vét thật đó. Nhưng mà tôi nói thiệt, bạn vô cái máy này đi, bạn không thể nào bạn chết vét ok được. Trình như tôi chết khó nè, cái đó mà nói thiệt nha các bạn. Nó này chết fly nè, fly nè, nó rất là dễ không? Đó, đơn giản là fly thôi. Đó, fly là vậy nè, hai cái tay chạm vô vậy là kia là fly. Mắt thần vô, đó. Ok. Không. Rồi, giờ chết phép là khó hơn nhiều nha. Chứ đó là bạn phải xoay cái tay vậy nè, bạn ra tạ nó đuối rồi đó. Rét vậy rét làm cái gì? Cái này mình hoạt động tác thôi, cười gì em trai. Đúng không? Phép là phải full cây. Đối với anh phép là vậy đó, không thôi đi ra đi, đừng phép nữa mất công. Khi bạn rét vô đây là mình hít đất không nổi đó. Đó, nên video giáo dục cho các bạn. Đó, phép nè, nó vậy nè. Ok, nhưng mà cái máy này là tôi sửa lại nha, Jetfly. Bài tập truyền thống trên máy này là BA Jetfly. Còn cái bài tập bữa đó, bài tập mà gọi là bá đạo á, thì là BA Jetfresh. Nó khó rất là nhiều. Thì tại sao Duy Nguyễn quay những video này? Nó là cái hành trình để cho các bạn gọi là chuẩn bị đi vô của dự án lớn đó. Là gym nữ tâm kinh với Duy Nguyễn Kim Phổ đó các bạn. Đầu tư rất là lớn nha các bạn. Các bạn phải theo dõi những bài viết trên website THL Gym nha. Theo dõi video nha, Duy Nguyễn viết không đó. Thằng nhân viên không được phép đụng luôn. Một cái bài viết nó trải qua những quá trình unit test rất là ghê gớm nha các bạn. Tình cảm thấy kiến thức IT nó lùa về rồi đó. Rồi. Mình sẽ tặng cho các bạn hai mức, một mức là gần full cây, hai mức là full cây Jetfresh. Wow. Đó. Tại vì năm cái bài tập bá đạo này nó rất là quan trọng trong giáo án. Rất là quan trọng, mặc dù giáo án Duy sẽ không bỏ vô. Nhưng mà đây là cái sự linh động để cho PT nó dạy. Còn hiểu không? Và trong những trường hợp máy nó bận, mình phải có cách mình lắp mà nó vẫn không phá vỡ cái giáo án. Đúng không? Chứ phải bạn đang tập đây rồi xong rồi cái nó bí lù đã đời, xong rồi cái máy bận hết nó dạy, nó leo tới lúc túc là 4 nó dạy đùm beo trên đó thôi thua luôn. Cái tập gym nó không khoa học. Vô nha các bạn. Nè, nhìn gần full cây nha. All I want is
chưa phun cây sao mạch dưới trời. Phun cây cho đỡ mệt đúng rồi đó. Thật ra giờ mà cách tính tạ của máy này sao mà? Cách tính tạ của máy này không phải máy BBS. BBS tạ nhiêu nó là nhiêu. Thí dụ như bạn tập 200 bao tạ nó là 200 bao tạ. Còn cái này bạn tập 200 bao tạ, bạn phải cộng với thằng ngồi ở đây nữa nè. Cái thằng ngồi đây nhiêu bao mà biết không? Thằng ngồi ở đây chắc gần 200 bao luôn đó chứ. Đó. Nên rất là nặng nha các bạn. Nhưng mà nó cũng hẳn nữa. Tại vì nó trải qua những cái đồng rọc nó có sự thay đổi khối lượng. Cái đó mình không lý giải được bạn hồi đó học lý vô này hơi bị dốt dốt. Thật sự không lý giải được. Ví dụ bạn nói là một lần nó qua đồng rọc cái khối lượng giảm phần nữa. Nhưng mà trong trường hợp nó làm hẳn đúng. Nó kỳ lắm. Thôi miễn nha, biết nặng nặng vậy được rồi. Mà tạ nó cũng ảo nữa. Tạ này không biết nhiêu ký luôn á. Muốn biết nhiêu ký nhịn đây. Tôi nói rồi cái máy nó hắc não lắm. Nè nó nói là quay gai nè, không quay còn gai nữa. Nó hàng nặng 77kg với 54kg chứ 99kg, cứ coi như là mình nặng khoảng chừng 77kg đi. Rồi xong rồi mình tập cục nhiều á, cục mắt cuối cùng đúng không? 77 mắt cuối cùng chiếu qua đây 156kg. Nè nó có nè 156kg. Sao mà tính nó được 156kg, đâu có cộng như tôi nãy được đâu mà nó ghi vậy đó. Hiểu không? Là bây giờ là tôi đẩy 156kg. Mà bây giờ muốn đẩy được 156kg trên cái máy này á thì phải vô hàng. Mà không biết thằng BA là nó freeway cực kỳ ghê. Bởi vì nó sẽ khó tập hơn BBS. Tức là BBS nó freeway rồi là freeway ở tay cầm. Mà hiểu không? Nhưng mà cái quỹ đạo đường đi nó freeway vừa vừa ha. Nó freeway cái tay cầm, nó freeway tay cầm ác đạn luôn á. Tay cầm quay 360 độ, track handle sport, công nghệ độc quyền. Và nó freeway luôn con dây nè, khi bạn kéo ra con dây đó, nó cộng dây nó khác cái cây. Đó là nó reway rất là ghê, rất là khó tập. Bây giờ bạn lại thấy mà Duy Nguyễn tập tay rung rung không? Tay rung rung phải nào giờ lại không nổi. Mà tay rung rung là do mình phải control cái độ rung của dây. Đó, không. Còn bên kia kìa nó đẩy có cần, y chang luôn, có cái máy BBS chất press. Đẩy đơn giản là chỉ reway ở tay cầm thôi, nó không reway ở cái quỹ đạo. Còn cái máy BA nó khó hơn. Nên cái BA á, chúng ta lên tầng 2 chúng ta mới được học. Tầng ở đây phải là tầng nhà, mà tầng ở đây là trình độ, là level. Đó, ngày xưa là tiểu học, trung học, gì đó đúng không? Còn bây giờ là tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tầng 1 là tập BBS để bằng luyện được khả năng freeway tay cầm, ổn định và hiểu được quỹ đạo đi công tác. Rồi sau đó mới qua PA. Vô 6 cái nha bạn, mắc OT này nặng quá, 156kg. Nó nặng luôn. Tôi đẩy ngoài 120, tôi le lưỡi rồi đó. Đó, bài bá đạo chưa? Qua tiếp bá đạo tiếp theo nha, bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái máy PA. PA này, PA bicep curl. Tập chuột nha các bạn, nhưng mà không. Cái đó là bài tập chính. Bài tập của ngũ nhạc kiếm phái. Bây giờ mình cho mình giáo đi các bạn. Thật ra đây là bài tập rất hay. Để cho chúng tập hai cơ chế. Hai luôn nha các bạn. Rise và upright. Đó, mình phải học vậy mình mới kiến thức upright được không? Ok, rất hay. Những cái máy dạng gì rất hay để tập những bài đó. Thì mình có thể nâng cấp thêm. Để ví dụ như bữa nào tập vai mà bị kẹt xô hay gì đó. Hay là nói chung mình đổi bài, nó nhiều cái lý do lắm. Nó upright nha các bạn. Nè, tập Duy Nguyễn không? Thơm chưa? Đó, đề ba thôi. Còn giờ rise khác, nãy dậy kéo lên, giờ dày gian ra. Ủa, nặng quá vậy. Quên, có mình ở trong đó nó nặng lắm mẹ. Nhẹ nhẹ nó chút xíu. Không. Nè, nhớ cái tay. Cái tay của bạn nè. Vô chạy gần gần đây thôi nha. Đừng gian rộng quá. Nè, nó bị lái mịch đó. Không. Cả hai bà đều bay hết. Ba
Đã lắm bạn ơi. Hơn dumbbell á. Thật sự nhất là dumbbell là Duy Nguyễn tập rất là lâu rồi, Duy mới cảm nhận được dumbbell, chứ còn các bạn mới vô bàn tập dumbbell là bạn gãy hết. Về rice, bàn tập dumbbell là bạn gãy hết. Thật. Chỉ có những phòng gym VIP nó có những thiết bị này nên chơi bài đúng cô độc, đúng nhóm cơ. Nó có một bài, nó có một bài rice nữa nha các bạn. À, đó một kia kìa. Đó là BBS, con này PA. Thôi. Bây giờ khi mà mốt Duy Nguyễn viết cái tên bài tập á là BA Bicep Curl gạch nối sau đó rise là các bạn phải hiểu bài này nha. Đó là cái cách mình học các bạn. Vô. Bỏ giả mang. Đổi máy. Đó, bá đạo vậy thôi. À, đây là chiếc PA. PA này middle row. À, middle row là kéo lưng nha các bạn, rất là quen thuộc, không gì để bàn cãi. À, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập một bài khác trên cái máy này, đó là bài kéo cao. Kéo cao thì nó thành ra tập vai sau. Đó, nên cái ngày tập vai ấy, các bạn có thể bổ sung thêm bài vai sau của cái máy này. Rất là tốt, rất là hiệu quả nha bạn. Duy Nguyễn không bao giờ chỉ các bạn bài tào lao, cái xàm, chỉ làm gì trên á. Mình đến phòng gym triệu đô, phải tập nhóm cơ triệu đồng. Kéo lên vậy nè ha. Vậy sao nha. Chưa? Đó. Nghỉ mệt xíu nha. À, khi mà chúng ta tập luyện nhóm cơ vai sau rất là khó tập nha các bạn. Nhóm cơ vai sau chỉ có những bài sau đây tập luyện tốt thôi. Thứ nhất là deltoid rear. Đó là cái bài mà thứ nhất á, là cầm BBS mà giật ngang như nè. À, hoặc là cầm cục tạ dumbbell giật lên như nè. Hiểu không? Đó, cơ chế rear. Nói chung là rear là đằng sau mà. Mấy cái camera yeah nó kêu là rear đó. Rồi thứ hai á, là cái bài face pull giật vô mặt. Đó. Và cái bài thứ ba chỉ ở đây có thôi là bài này. Chỉ ở đây có thôi là bài này nha các bạn. Không có chỗ nào có được cái này nữa. Tại sao? Tại cái này nó freeway nè, rất là tốt nên chúng ta có thể khai thác. Còn mấy cái máy static pro, máy BBS kế bên nè, tập được đâu được đâu. Không cách nào giật trong đây được hết á. Đây chút qua thử nha bạn, nhiều khi nó sẽ xui giật được tôi chưa biết. Vô. Đứng như sâu quá nha bạn, giật cái tay ngang như thế thôi nè. Ok, không giật sâu quá nha. Giật tay ngang thôi. Rồi, qua đổi máy. Đây là chiếc máy của chị em phụ nữ dành nhau ghê lắm nha các bạn. Inner Outer Thigh. Thì trong cái máy này thì tập ngồi đây tập bình thường. Cái bát này quay ra quay vô thôi. Đó là cái tập truyền thống. Còn giờ thì nói chung là Duy sẽ tập một cách tập nó khác tí xíu. Nó hơi bựa mà nói chung nhìn nó cũng hơi sexy. Mà nói chung ai ghét mình đó thì người ta nói mình phá đồ. Hay là nói chung mình thể hiện đồ. Nhưng mà thật sự thì đây nó trên góc độ nghệ thuật và góc độ beauty. Thì cái máy tập này nó có một cái, nó có cái giá trị riêng của nó nha các bạn. Đó, bây giờ đứng ta quay mặt ngược lại. Revert. Duy sẽ đặt tên bài này là Revert nha các bạn. Revert mà Revert gì? Outer Thigh hay là Revert Outer Thigh thôi. Không, tay có thể cầm đây. Không, dùng lực. Yeah. Mũi bạn. Không, dùng lực. Dùng lực sao? Sao? Nặng quá bỏ đi bạn. Vui nhẹ rồi. Này có nào phụ đi ra được chứ mình tôi cực lắm mày. Không.
thấy đó dạng vậy không đó không à à này gian rộng rộng ra nha, nó gian rộng ra giữ lại à. 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 Không không cầm cây này à. Vô à không à à à con trai đặt vô được chỗ này nhiều lắm bạn, có chuối nè à à à à à à ai 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 nó vô hai điểm này nhiều lắm nha. Thứ nhất này, hai này. Cái nữa đã. Phát cuối nha. Hơi. À. 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 Đâu. 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 Bay. À. 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 Wow, nó đã quá. Mấy chục rep luôn các bạn. Không nỡ dừng lại, phê gì đâu luôn á. Thôi buổi tập khép lại đây nha các bạn. Bây giờ Duy Nguyễn chuẩn bị photoshoot nữa các bạn, cực lắm bạn. Thôi, cảm ơn các bạn theo dõi chương trình và chịu khó học hỏi những bài tập mà cực kỳ là nó bá đạo nhưng mà nó rất là hiệu quả thực dụng trong phòng gym hiện đại nhất ở THL Gym nha các bạn. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.